bây giờ mời tay cung giỏi nhất của học đường, mời Dương Tử Devadatta vào đấu trường. Dương Tử Devadatta! Biến thái! 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 Thần thiếp dám chắc với hoàng hậu Devadatta của thần thiếp sẽ dễ dàng bắn trúng, không có chuyện gì có thể làm khó được nó đâu. Vì nó rất lợi hại. Ta cũng có nghe nói, Dương Tử đã nói cho ta biết thằng bé luôn giành phần thắng. Dạ khoan đã thưa thầy. Xin lỗi thưa thầy. Đem loài chim có miệng mà không thể nói để làm tiêu bắn thì có hợp lý không? Chúng ta mượn đó để trắc nghiệm trình độ bắn cung của cung thủ. Chẳng lẽ thái tử có kiến nghị gì hay hơn sao? Dùng tấm chiên này đi, mũi tên của người nào ở gần trung tâm nhất thì người đó sẽ giành được chiến thắng. Khi ra trận chúng ta không bán những thứ chén nồi gáo chậu đâu em trai. Hay lắm. Trên chiến trường sát đối lỵ dùng mạng sống để đánh nhau. Hay lắm. Ngay cả con chim mà cũng không dám bắn. Thì đợi địch đủ lấy đầu của ngươi đi. Dũng sĩ thì chiến đấu nơi chiến trường anh họ, chứ không phải là ở đây. Chiến tranh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đây chỉ là một cuộc thi thôi mà, lại đem con chim vô tội ra để làm tiêu, như vậy không công bằng. Thật nực cười, ngươi không phải là tiên nhân mà là sát đế lỵ. Một khi đã tham gia cuộc thi này rồi thì đừng có mà rung tay rung chân nữa. Đúng rồi, bởi vì phải sống được những con chim mà. Nói đúng là đúng. Thưa thái tử, có vẻ ngài không thích thú tập luyện binh khí. Sau cuộc thi ta sẽ kiểm tra ngài. Thầy ơi, thả luôn hai con chim, chứ đừng thả một con. Chỉ một mũi tên ta sẽ bắn xuyên cả hai. Devadatta là cung thủ xuất sắc nhất Dương Tử đó. Ra đi, đã tới lượt ngươi rồi. Cứ tưởng tượng tới việc máu tươi với làng tôm sẽ khiến ngươi thích thú hơn. Ra đi. Siddhartha, đến lượt con rồi. Xin lỗi thưa thầy, con sẽ không tham gia cuộc thi này đâu. Như vậy thì thưa thầy, cuộc thi coi như kết thúc. Hãy tuyên bố ta là cung thủ giỏi nhất đi. Phải. Dạ phải thưa thầy. Xin hãy tuyên bố anh họ là người thắng cuộc thi này đi. Con sẽ không đem loài chim làm tiêu bắn. Siddhartha, con phải vượt qua cuộc thi, đó là mệnh lệnh của thầy. Dạ thưa thầy.
Nếu như thầy muốn kiểm tra kỹ thuật bắn cung của con, thầy hãy đổi tiêu bằng một thứ khác đi. Đến lúc đó thì con mới tham gia cuộc thi. Được thôi. Được thôi, đúng rồi. Nhưng nếu đổi mục tiêu mới thì độ khó cũng phải tương tự như chim đang bay. Đúng rồi. Lại như vậy chứ. Thái tử đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Thái tử đang nghĩ cái gì vậy? Khó hiểu quá à. Khó hiểu quá à. Anh họ, hãy lấy hết sức ném viên đá quý này lên không trung đi. Ném càng cao càng tốt, cho đến khi nào không còn thấy nữa mới thôi. Ngươi muốn tự mình chuốc nhục chứ gì? Nhất cường. Shirata! Thái tử đang tắm mà. Shirata! Tránh ra! Người muốn khoe khoang sự tài giỏi của mình chứ gì? Sao lại phải làm ra vẻ người phi bạo lực như vậy? Vì để phơi bày sự tàn nhẫn vô đạo của ta đúng không? Nếu như người nói sớm thì ta cũng thà bắn hạt châu chứ không phải là bắn chim. Vậy mà đứa em yêu quý của ta làm gì cho thân cơ hội đó? Đây là quỷ kế của người là cứ gì? Anh họ, ta chưa bao giờ có ý định sẽ gạt gẫm anh. Từ nhỏ anh cũng đã biết rồi, ta phản đối dùng chim chóc để làm tiêu bắn. Phải phải, người đúng là từ bi vĩ đại ha. Nhưng đừng quên Siddhartha, miệng nói nghe hay lắm nhưng trong lòng ngươi cũng là kẻ đồng lõa bạo lực như nhau. Chính ngươi làm tổn thương tình cảm của mọi người. Ngươi thật bỉ ổi. Hãy nhớ đó Siddhartha, chúng ta vẫn còn gặp nhau ở đấu trường cùng một lần nữa. Đến lúc đó cũng phải quyết chiến một trận với ta mà thôi. Lúc đó ta sẽ cho ngươi và mọi người thấy, ở Kamila Ma Thu này ai mới xứng đáng là dũng sĩ số 1. Siddhartha. Phụ Dương, sao cha không cho người gọi con? Ta cứ tưởng con đang luyện công đó chứ. Thì ra con lại đang vẽ tranh à. Màu đỏ nhuộm lên ngón tay của sắc đế lỵ thì rất đẹp, nhưng là màu đỏ của báo địch thủ chứ không phải là màu sơn như vậy. Con hãy nhớ điều này. Ta nghĩ là các đại sư đã dạy cho con thơ ca của Bhagavata rồi.
giờ con đều đã thuộc hết rồi. Chỉ mới thuộc thôi cũng vô dụng con trai à. Con có làm theo những chuẩn mực của sắc đế lị trong sách dạy không mới là quan trọng. Con chưa hiểu ý của phụ vương. Thái độ cự tuyệt với bạo lực của con khiến ta vô cùng tức giận. Ngay cả con chim cũng không muốn bắn thì làm sao ra trận hiến ăn diệt địch được chứ? Chỉ có những kẻ yếu đuối mới tuyên dương hòa bình thôi. Con ghi nhớ điều đó. Con là một sắc đế lị thì phải làm tròn trách nhiệm của một sắc đế lị, con biết chưa? Con là vua của tộc Sakya trong tương lai. Để bảo vệ cho vương quốc của mình, con phải xông pha bao chiến trận. Bao lâu thưa cha? Bao lâu thì những sát đế lị mới hết chinh chiến kia chứ? Bảo vệ quốc gia, đó là trách nhiệm của họ con trai à. Lẽ nào chỉ có chiến tranh mới là cách duy nhất thôi sao hả cha? Đàm phán hiệp ước cũng có thể giải quyết được vấn đề kia mà. Sát đế lị không nói những lời của kẻ yếu hèn đâu. Con người tàn hại lẫn nhau, điều đó có nghĩa là dũng cảm hay sao? Rồi cuối cùng ai sẽ là người thống trị quốc gia? Kẻ nắm được bảo kiếm trong tay mới là người thống trị đất nước con trai à. Cho nên ta rất mong muốn được thấy bảo kiếm nằm trong tay của con. Con trai của ta nhất định phải trở thành một chuyển luân thánh dương anh dũng. Đừng quên con là hậu duệ của dòng tộc Sakya. Cho nên dù chỉ một người còn sống sót sau tất cả cuộc đại chiến thì người đó phải là con. Con trai của ta chỉ có con. Ta hiểu chưa? Con hiểu rõ giáo nghĩa lời ca Phagava thưa phụ vương. Ý nghĩa vũ trụ trước cuộc chiến của thần Krishna đã vậy. Nhưng mà đến nay thì con vẫn chưa hiểu. Nữ thần Chandika, nữ thần Chandika, nữ thần Chandika, cuối cùng cũng đến, ta đợi bà lâu lắm rồi. Kính tổ mẫu Vạn An, thưa tổ mẫu, phu nhân đã đến rồi. Con trai của ta. Con trai bà không bao giờ kiềm chế được cái tính khí xấu, nhiều lần làm hỏng cơ hội tốt. Ta biết chứ, cho nên ta mới đến đây. Ngày mai là thi đấu côn rồi, chính vì vậy mà ta muốn. Có nhìn thấy cái đinh đó không? Hãy nhặt cái đinh đó lên và sau đó hãy ghim cái đinh vào cây côn của đối thủ. Đối thủ sẽ không thể nào đánh trúng con của bà được. Mang ngay đi. Người bàn ơn cho bà mà bà còn cho cái gì chứ? Thưa tổ mẫu, chúng con xin chào. Chúng ta đi phu nhân. Nữ thần Chandika. Devadatta. Cầm lấy cái này, ta dành cho con đó. Cái này là ý gì? Đây sẽ là thắng lợi của con, thắng lợi mà mẹ cầu cho con trai của mẹ. Nếu con có cái này rồi, khi đó Siddhartha sẽ không thể đánh trúng con đâu. Con vẫn chưa hiểu thưa mẹ. Chỉ cần con ghim cái này lên cây côn của Siddhartha thì nó sẽ không chạm được cả một sợi lông tơ của con, và con chắc chắn sẽ chiến thắng. Mẹ à,
con không cần thắng lợi bằng sự ban cho của ai hết. Nếu mẹ cứ muốn làm như vậy thì con sẽ đưa nó cho Siddhartha. Con nhất định sẽ lấy được đầu của nó thì mới hả dạ. Con không phải dựa vào bất cứ tà thuật nào để thắng lợi hết. Bởi vì con đây là dũng sĩ không sợ bất cứ điều gì. Trận chiến này con nhất định phải thắng. Nhất định là phải thắng. Bằng tài năng và dũng khí của chính mình. Chiến thắng bằng chính năng lực mới là chiến thắng có ý nghĩa nhất đó. Vậy mà mẹ lại không hiểu gì hết. Đó là lý do mẹ tin vào cây đinh này hơn là tin vào chính năng lực của con trai mẹ. Con thật ngây thơ quá. Nhưng cho dù sự việc xảy ra như thế nào thì thắng lợi của con đều đã được an bài. Ta chúc con qua dễ vô địch sắc đế lỵ. Con xin Dương Phi Mangala chúc phúc đi. Ơ kìa, chúc phúc của ta mãi luôn ở bên con mà. Nhưng mà hôm nay ta muốn chúc phúc cho vũ khí của con nữa, có được không? Cầu nguyện cho nó không bị mắt tà nhìn trộm trong suốt trận đấu của con. Và cầu xin thần linh ban cho con nhiều dũng khí để chiến đấu. Được rồi. Hôm nay trận thi đấu cuối cùng sẽ chọn ra dũng sĩ số 1 của Kabi La Fatu. Hai tuyển thủ sẽ thi đấu côn thuật. Đây sẽ là một trận biểu diễn tài năng đầy hấp dẫn giữa Dương Tử Devadatta, con trai Donodana. Và con trai vua Suddhodana, quốc vương tương lai của Kapila Vatthu, thái tử Siddhartha Gautama. Hãy cầm lấy đi. Đây chính là cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Hôm nay hãy để dân chúng làm chứng côn thuật của con so với thần khí diệu kiến luân của Krishna thần quy tới cỡ nào. Thần khí diệu kiến tung ra là để bảo vệ chính pháp. Siddhartha, côn pháp của con hãy chiến đấu vì chính pháp, vì sự mong đợi của cha mẹ. Sự tín nhiệm của thần dân Siddhartha. Đi đi, chúng còn thắng lợi. Con đã nha.
Ngươi có cố gắng gì thì cũng nhập công thôi. Thất bại của thái tử chắc như chiếc đình trình vũ khí của nó, không thể nào thay đổi được. Sao thái tử của các người lại không chịu tấn công vậy? Vì mà thái tử của chúng tôi chứ. Thái tử không phải cũng của cô sao? Phải đó, chàng chính là của ta. Sao không tấn công đi, Siddhartha? Anh họ, anh cũng biết rồi đây. Ta không thể làm cho anh bị thương được. Ta biết phép tùng kính của người rồi, Siddhartha. Nhưng mà hôm nay người nhất định phải so tài với ta cho bằng được. Mau tấn công đi, Siddhartha. Tấn công đi. Hãy mau tấn công, không thể nhận thua đi. Đánh đi chứ. Siddhartha, trận đấu này ngươi còn phải tự chọn lựa. Một là con chọn lựa tấn công, hai là con chọn lựa quên Anata Kundanya này đi. Ta không phải thầy con, và cũng không phải là trò của ta. Dạ thưa thầy. Nếu như con không tài nào được cuộc thi này, thì những điều mà ta dạy cho con không có giá trị gì hết. Na samaj pashu pakshi bhi samay aane par chunauti swikar kar ladne ko tayar ho jate hain. Con là con người. Thì đừng quên rằng Atal Vital Bhutal par janam lene wali pratyek atma karm ke adhin không thể trốn tránh được. Karma adhin, con đã hiểu chưa? Nhưng mà đó là anh họ của con. Đừng để tình cảm lấn át lý trí Siddhartha. Hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi. Nhớ rằng badal ka mulya varsha se, ped ka mulya phal se, cây cho trái ngọt, talwar ka mulya dhar se, giữa mài. Và cũng vậy, điều này chắc thế lý gian danh anh dĩnh cái thế. Siddhartha, giờ thầy đi đây. Muốn giữ thầy ở lại thì con phải chiến đấu. अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन कर्माधीन केवल अपना कर्म
Xin lỗi anh họ, ta không phải vì lợi ích của riêng mình, cái gì ta không thể làm trái lệnh của thầy. Rồi thứ nhất ta đánh, đó là vì thầy của ta. Rồi thứ hai ta đánh, đó là vì sự mong đợi của cha mẹ ta. Rồi thứ ba ta đánh vì sự tín nhiệm của thần dân. Mau đem kiếm dân tử tộc Sakya để dũng cảm chiến đấu, quyền hướng cho nước Bagada và con Sarah cùng nghe. Thank you.
तुम बासुरी कितनी अच्छी बजाते हो। ठीक लगा है। तुम्हारे नृत्य ने प्रेरित किया। Công chúa Yasodhara. Bỗng thái hậu xin cho con hỏi, con phải xưng hô tiếng người như thế nào mới đúng đi? Con phải gọi hoàng hậu là gì? Là mợ hay là cô hả? Yasodhara. Yasodhara. Người thực sự là Yasodhara sao? Sao vậy? Hoàng hậu ngạc nhiên lắm hả? Mọi người đừng nhìn con như vậy chứ. Con chỉ nói mang tiếng cười tới cho mọi người thôi. Con đã nói với mẹ rằng con sẽ làm cho tất cả những người nhìn thấy con đều thấy vui vẻ. Hoàng hậu không vui sao? Thật vui chứ. Nhưng mà con tự ra Mangama đến đây. Mà chỉ đi một mình à? Không có một mình con hoàng hậu à, con còn mang theo đầy hoài niệm nữa. Thời gian qua con rất là nhớ mọi người. Con chắc rằng mọi người cũng rất nhớ con mà. Không phải như vậy sao? Vậy còn Yudandabani không ngăn cản con à? Đương nhiên là cha đã cản con thưa cậu. Nhưng cha đi qua thành khác có việc rồi. Vậy con mẹ con? Mẹ con? Tuy mẹ sinh hóa thành Ramayana, nhưng trong lòng của mẹ con lúc nào cũng trông về Kapila Bathu này. Con không được đến một con như vậy. Mẹ con cũng nói như vậy đó thưa cậu. Nhưng mà con đã lớn rồi, con nên hoàn thành sứ mệnh của con chứ. Sứ mệnh sao? Là sứ mệnh gì vậy? Xóa tan những mối nghi kỵ. Đã 10 năm nay rồi thưa cô. Cô chưa hề về thăm huynh trưởng của mình. Mẹ con cũng không gặp được anh. Ta thấy bóng dáng Babita từ nơi con. Lời nói nói ra từ miệng con như lời của mẹ con vậy đó. Con đã thuyết phục mẹ cho con đi. Bằng cách hứa với mẹ, dù cha và cậu con có bao nhiêu ngăn cách đi chăng nữa thì con cũng phải làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp trở lại. Nhưng mà Yasodhara, con lặn lội đường xa đến đây, không có ai cản trở con hay sao? Dạ có, thưa mợ Mangala. Con tới cổng thành thì gặp cha nha. Cậu ấy đưa con vào thành, rồi gặp Lasika bên ngoài cơ. Nàng nghỉ một hồi mới dẫn con đến đây đó. Dạ tâu con hả đi. Công chúa nói xin lỗi chị, còn nhớ ta không? Nô tỳ trả lời không nhớ. Công chúa nói, sau 10 năm ta mới trở lại đây. Ta thích hoa màu xanh. Con người ta tên là Moon. Nô tỳ liền nhận ra công chúa ngay. Gopa, Yasuka. Nô tỳ đã gặp với cái gì vậy? Gopa. Dạ phải, tâu hoàng hậu. Hoàng hậu Babita gọi công chúa biệt hiệu là Gopa.
không ai biết tên đó hết. Nô tỳ chỉ tình cờ nghe thấy cái tên đó thôi. Gupa, tên đẹp lắm. Kabila và thương chào đón em, Gupa. Anh cứ đón khách như vậy hả? Thánh điện có dạy tiếp đãi khách như là hầu hạ thần linh, vậy nhưng rõ ràng là người nào đó không chịu tin mà còn để cho khách phải chờ đợi mỏi mòn luôn. Ta tưởng là em còn đang bận hàng quy với mọi người kia chứ. À, em cũng gặp hết rồi. Anh là người cuối cùng đó. Em đã gặp anh họ chứ? Có chứ. Anh ấy đang bừng bừng tức giận vì thất bại của mình. Ta biết chứ. Anh ta khó mà chấp nhận được sự thật này. Còn anh? Anh không cảm thấy gì như thắng lợi hả? Tại sao em lại nói vậy chứ? Anh tự hỏi mình đi. Không quan tâm gì ngoài việc một mình trốn ra đây. Không lẽ anh đang làm thơ hả? Không. Một khi vấn đề cứ lẩn quẩn ở trong đầu của ta, thì ta sẽ đến đây để tìm ra lời giải đáp. Vấn đề? Là vấn đề gì chứ? Hỏi nè, cái gì đen hơn đêm của đầu tháng chứ? Vấn đề này đơn giản thôi mà. Nếu có gì đó đen hơn đêm đầu tháng, thì đó chính là quần mắt của thiếu nữ. Anh nhìn xem. Ta không nhìn thấy rõ. Nói ta nghe xem. Cái gì nhạt hơn nước hả? Là tình cảm. Em nói đúng không? Là tri thức. Tri thức nhạt hơn nước. Yasohara. Vậy em hỏi câu này nha. Hỏi đi. Anh biết thổi sáo thì còn thổi rất hay. Vậy có thể dạy cho người khác không? Nếu như em muốn thì ta sẽ dạy mà. Chia sẻ tri thức là truyền bá niềm vui của ta mà. Yasodhara, gọi Gô Ba đi. Gô Ba là cái tên đáng yêu, có phải không? Học âm đầu tiên đi nào. Phải thổi như vậy nè. Nhìn theo ta.